Ngọc Châu được giám khảo Miss Universe Channing lấn át Bảo Ngọc ở sự kiện, có hành động tinh tế với Thùy Tiên. Ngọc Châu có buổi send-off gửi lời tri ân đến người hâm mộ và các đơn vị đã đồng hành hỗ trợ mình trước khi lên đường dự thi Miss Universe 2022. Tại đây, nàng hậu còn tiết lộ danh tính người mà cô sẽ theo Channing interview. Cụ thể, chiều 20 tháng 12, Ngọc Châu và công ty quản lý đã chính thức tổ chức buổi send-off tiễn người đẹp lên đường dự thi quốc tế. Tại sự kiện, khán giả có cơ hội nhìn lại toàn bộ quá trình chuẩn bị của Ngọc Châu, những nỗ lực và sự cố gắng của nàng hậu để có thể đến được với đấu trường nhan sắc Miss Universe. Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu trở thành gương mặt dự thi Miss Universe được tổ chức tại Mỹ vào đầu năm sau. Trải qua một hành trình dài cũng đã đến lúc nàng hậu khăn gói lên đường dự thi. Mang theo những gì đã được học, được huấn luyện và cả sự kỳ vọng của khán giả quê nhà dành cho cô. Theo lời của đơn vị nắm bản quyền phát triển sự kiện, Hoa hậu Ngọc Châu chính là người đẹp được công ty đầu tư nhất trong những đại diện dự thi Miss Universe khi đã đưa cô sang tận Philippines để tập huấn cùng chuyên gia đào tạo Hoa hậu Carlos. Trải qua những bài học thực tiễn nhất, rèn luyện hết những kỹ năng cần thiết để có thể tự tin thi đấu. Trải qua 3 tuần huấn luyện, khán giả cũng có thể thấy rõ sự tiến bộ vượt bậc của Ngọc Châu từ mặt trình diễn, thần thái, thể hình đến cả khả năng ứng xử, trả lời trước ban giám khảo và đặc biệt là trình sử dụng ngoại ngữ. Từ một nàng hậu bị nhiều người nhận xét là còn đơ khi catwalk, cố gồng mỗi lần giao tiếp, nhưng đến hiện tại Ngọc Châu đã lột xác và thay đổi tích cực hơn. Tại buổi send-off, Ngọc Châu cùng các fan hâm mộ cũng được dịp nghe những lời tâm tình gửi gắm và truyền động lực của những anh em bạn bè thân thiết trong nghề. Dù vắng mặt với nhiều lý do, nhưng tình cảm của các nàng hậu dành cho Ngọc Châu được nhận xét là luôn đông đầy và chân thật. Ngoài ra, gia đình và đặc biệt là mẹ của Ngọc Châu cũng luôn là chỗ dựa và nơi truyền động lực mạnh mẽ cho nàng hậu khi bước ra đấu trường quốc tế. Trước những tình cảm của mọi người, Ngọc Châu cũng đã không kìm được những giọt nước mắt. Nàng hậu xúc động gửi những lời cảm ơn chân thành đến tất cả khán giả, những người anh chị bạn bè thân thiết, các đơn vị đã đồng hành và hỗ trợ cùng cô. Đặc biệt, Ngọc Châu cũng gửi lời cảm ơn đến quê hương Tây Ninh và mẹ của mình, người luôn đứng sau trong hành trình này của cô. Cũng tại sự kiện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 còn tiết lộ thêm về chuyến đi Mỹ để tiếp tục tập huấn cho Miss Universe trước khi chính thức nhập cuộc dự thi. Trong đợt huấn luyện này, nàng hậu sẽ tập trung vào phần interview vì theo cô đây là một yếu tố quan trọng chiếm phần lớn số điểm để có thể đạt vương miện. Theo Ngọc Châu bật mí thì cô sẽ gặp Jimmy Nguyễn, giám khảo người Việt đầu tiên ở Miss Universe để cùng anh rèn luyện kỹ năng ứng xử. Về phần váy áo, Ngọc Châu cũng chia sẻ sẽ hợp tác cùng stylist Cindy Nguyễn để mang đến những outfit chỉnh chu nhất trong quá trình dự thi. Đặc biệt, Ngọc Châu cũng đã giới thiệu chiếc áo choàng sẽ cùng cô trình diễn trong phần thi swimsuit tại Miss Universe 2022. Có thể thấy đại diện Việt Nam năm nay đã sẵn sàng cho mọi thứ để lên đường dự thi Miss Universe. Chỉ còn 5 ngày nữa, nàng hậu sẽ lại xuất ngoại sang Mỹ. Như vậy, Ngọc Châu sẽ có khoảng thời gian để thích nghi môi trường và thời tiết tại xứ sở cơ hoa trước khi nhập cuộc chính thức. Với sự đầu tư bài bản, quyết tâm cao độ, thì hy vọng người đẹp Tây Ninh sẽ có thể chinh phục được giấc mơ Hoàn vũ đã ấp ủ bấy lâu, mang về sự tự hào cho Việt Nam. Ở một diễn biến khác, sau buổi send-off, Ngọc Châu tiếp tục tham gia một sự kiện với tư cách khách mời trao giải. Tại đây, cuộc hội ngộ Bảo Ngọc, Thùy Tiên và dàn sao nổi tiếng của làng giải trí. Không chỉ trò chuyện, Ngọc Châu còn vui vẻ chụp hình cùng đàn em. Ngay khi bức ảnh được đăng tải, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhận được mưa lời khen vì nhan sắc chín muồi, thậm chí lấn át cả đàn em. Không chỉ được khen về nhan sắc, Ngọc Châu còn có hành động tinh tế khi Thùy Tiên thắng giải thưởng lớn. Cụ thể, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng xuất hiện tại sự kiện này với nguyên cây full đen quyến rũ và quyền lực. Cô hạnh phúc khi được xướng tên ở hạng mục quan trọng nhất. Khi chứng kiến Thùy Tiên nhận giải, Ngọc Châu liên tục vỗ tay và cổ vũ cho đàn em. Hành động của gà Juni lại một lần nữa xóa tan tin đồn hiềm khích giữa hai hoa hậu đình đám nhất hiện nay.